Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, các nhà chức trách Bangladesh vào ngày 8 tháng 3 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ tòa nhà tại khu trung tâm thương mại Gulistan ở thủ đô Dhaka, Bangladesh một ngày trước đó đã tăng thêm 17 người, trong khi hơn 100 người đã bị thương và nguyên nhân của vụ nổ hiện nay vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Theo giới chức y tế thế giới thì hàng trăm bác sĩ và y tá cũng đã được huy động để điều trị cho khoảng 117 người bị các vết thương ở đầu, gãy xương và những vết thương khác. Cảnh sát cho biết vụ nổ đã làm rung chuyển các tầng 4 và 5 của tòa nhà 7 tầng. Một số tầng của tòa nhà và tường đã bị hư hại, nhiều mảnh vỡ cũng như gạch đá văng ra ngoài đường phố đông người. Cảnh sát đang điều tra xem vụ nổ xảy ra do hành động phá hoại hay tai nạn. Được biết tòa nhà trên có hàng chục nhà kho, cửa hàng bán phụ kiện, phòng tắm và các khu thương mại khác.